Chiều ngày 22 tháng 9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội giới thiệu cuốn sách Tổ quốc nơi đầu sóng tới các phóng viên báo chí và độc giả. Đây là tập hợp 100 tác phẩm báo chí viết về biển đảo Việt Nam, đặc biệt trong đó có một phần phản ánh đậm nét tình cảm của nhân dân và báo chí thủ đô cùng cả nước hướng về biển đảo quê hương thân yêu. Cuốn sách tập hợp các tư liệu, tác phẩm báo chí thể hiện sâu sắc quan điểm, lập trường và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, nội dung cuốn sách còn phản ánh đậm nét tình cảm của nhân dân và báo chí thủ đô cùng cả nước luôn quan tâm hướng về biển đảo quê hương thân yêu với nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực, tuyên truyền, quyên góp ủng hộ, thực hiện chính sách xã hội, thăm hỏi các gia đình cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên cương biển đảo của Tổ quốc cuốn sách được xuất bản và phát hành góp phần bồi đắp ý thức về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc